Quốc Đại Nguyễn xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình tiếp tục quay một cặp M05. Thì khách hàng ở Gò Công, Tiền Giang trước Tết đó đặt mình, thì do tới nay mình mới hoàn thành được cặp M05. Thì do là khách mình đặt hàng thì mình làm hết khách này rồi tới khách tiếp theo, chứ dù ít dù nhiều thì cũng phải chờ đợi tới lượt, chứ cũng có hai cái kêu mình làm liền thì ai cũng vậy hết. Thì những khách đặt trước người ta không lẽ người ta chờ hoài, cho nên mình là cứ đặt là mình làm xong hết khách này rồi tới khách tiếp theo, chứ không người đặt sau mà lại đi trước được. Cho nên là khách hàng có đặt hàng thì theo dõi, nhắn tin Zalo để nhắc chừng mình, chứ còn mà kêu mình làm trước hay là nhín lại thì cái này cũng hơi khó cho mình. Thì khách ai người ta cũng chờ hết, cho nên là khách hàng mà đặt hàng làm thấy có lâu quá thì cũng thông cảm cho Quốc Đại. Đây là một cặp M05 ha. Thì cái cặp M05 này thì mình do ở Gò Công gần, thì mình hẹn điểm nhau, mình tới đó thì mọi người đến lấy khách thì đến lấy, thì mình sẽ xuống thị xã thì khách tới lấy. Cách nhà mình cũng mười mấy 20 cây số. Do khách năn nỉ mình giao, mình mới đi giao, chứ còn đa phần khách tới nhà lấy, cho nên giá sản phẩm mình mới tính như vậy thôi. Còn nếu mình giao đi xa thì mọi người phải trả tiền công vận chuyển cho mình. Xa ở đây là ở Gò Công Tây của mình, thì mình nếu mà các bạn ở phía Cái Bè Cái Lậy rồi đó thì đặt hàng thì mình sẽ chở tới Trung Lương, ngay chỗ cầu Long Định đó, của gần Trung Lương á, thì mọi người từ trên đó chạy xuống. Đó là cái điểm giao hàng, chứ mình không có giao tới nhà. Thì khi mình chở chiếc xe Honda mình thì có thể chở được 4 cái, nếu cái M5 này thì mình chở được 6 cái. Một M5 thì chở được 6 cái, còn mà lộ M2 trở lên thì có thể chừng 4 cái thôi, còn M5 thì 2 cái thì đi trong nội ô Tiền Giang. Còn nếu mà cồng kềnh quá thì sợ mấy anh giao thông ảnh hỏi thăm, nó thăm thì phiền lắm, một bình không nhiêu tiền á, phạt dạ nó cũng mệt lắm. Còn mấy anh chị mà ở Long An á, thì như gần cái khu thì mình sẽ giao là tới, nếu mà ở cánh Thanh Vĩnh Đông á, La Cua rồi đó, Tầm Du rồi đó, thì mọi người chạy tới bến đò Chợ Vinh của Đồng Sơn, Gò Công Tây á, thì mình sẽ chạy tới đó. Còn nếu mọi người mà ở gần cái cánh Cần Đước rồi đó, thì mọi người sẽ chạy tới cầu Lạch Miễu, mình sẽ đến khu Gò Công, mình chạy qua cái cầu Lạch Miễu đó, thì tới ngay đó là cái điểm để mình giao hàng, rồi mọi người tới lấy. Thì chứ còn gửi hàng này qua cái dịch vụ vận chuyển nữa thì ở gần gần mà gửi đó thì nó tốn phí rất cao. Mọi người khi mình trở tới mấy điểm đó thì mọi người gửi mình tiền vận chuyển thôi, công mình đi, tiền xăng nào. Thì đó là những khách hàng mà ở gần khu vực Tiền Giang.
Số điện thoại của mình thì mình có để ở trên trên góc này nè, mình có để ngay góc phải bên dưới nè. Zalo nữa là mình xài 0366 834 817. Mọi người có đặt hàng thì nhắn tin Zalo ha, hoặc gọi. Thì địa chỉ của mình là ấp Bình Hưng, xã Thành Công, Gò Công Tây, Tiền Giang. Thì làm thì chất lượng, mình là ưu tiên về chất lượng, độ bền, độ bền cứng cáp đàng hoàng. Này là lục bình 1,5 m, là mình xài kẽm 3,5 l nha. 3,5 l là từ cái dòng tròn này nè cho tới cái cây cây đứng luôn, tất cả đều 3,5 l hết. Đó, thì tất cả đều 3,5 l hết nên rất là cứng. Thì mình làm hoàn thành sản phẩm, mình sớm quay lại clip này trước khi khách hàng nhận hàng. Rồi ha, số điện thoại mình cũng có để ở đây ha. Ở đây nè, để đây nè mọi người xem ha. Rồi mọi người nếu yêu thích loại hình này thì hãy đăng ký kênh của Đại Nguyễn, ấn chuông bấm vào tất cả để mỗi khi mình đăng tải video lên là mọi người không bỏ lỡ những video của mình. Và mọi người hãy chia sẻ video để tạo động lực cho Quốc Đại làm những cái clip có ý nghĩa, đem lên YouTube để cho mọi người cùng xem. Xin chào mọi người.